Nô thị cực phẩm y thần, Diệp Thần. Tập 568. Khương Khiếu Vân nói, đó cũng không phải, cái gọi là đã sớm sáng tỏ, chiều chết cũng được, nếu như kế thừa thiên đạo mệnh cách, có thể nghịch thiên cải mệnh đâu, có được cực nó cường hãn tu luyện tiềm lực, tu luyện nhanh người một bước, có thể đăng đỉnh nhìn thấy rộng lớn hơn phong cảnh, kia chết cũng đáng a. Mà lại thiên đạo mệnh cách bản thân, liền cụ có vô cùng lực lượng cường đại, đỉnh phong bộc phát, vô vô thời không thế giới quy tắc đều không chịu nổi. Còn có, thiên đạo lục mệnh phía sau trụ thần, bọn hắn đều đã bỏ mình, linh hồn trong hủy diệt quang hải chìm nổi dẫy dụa lấy, muốn từ kia phiến hủy diệt chi hải leo ra, cũng không phải chuyện dễ dàng gì, liền cả Shiva cùng Vishnu, bọn hắn loại này vĩ đại chí cao tồn tại, cũng không dám nhường linh hồn của mình, rơi vào hủy diệt chi hải, tình nguyện co quắp tại một cái ám vô thiên ngày cho cốt đàn bên trong, đều không muốn đi hủy diệt chi hải chịu khổ. Cho nên, coi như thành duy nhất thiên mệnh chi tử, cũng chỉ có phi thường xa vời xác suất sẽ bị trụ thần đoạt xá, ngươi nhìn nguyên thiên đế cùng hồn thiên đế, bọn hắn đều tính duy nhất thiên mệnh chi tử, nhưng bọn hắn còn sống được thật tốt, có thể không có cái gì trụ thần đem bọn hắn đoạt xá. Diệp Thần gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, bất quá hắn vẫn là vô cùng kháng cự nói, bị trụ thần để mắt tới, tóm lại không phải chuyện gì tốt. Khương Khiếu Vân cười nói, vậy ngươi nguyện ý từ bỏ chính mình có vũ trụ mệnh cách sao? Diệp Thần khẽ giật mình, nhịn không được cười lên, nói, vậy cũng không nguyện. Khương Khiếu Vân nói, chính là cái đạo lý này, thiên đạo mệnh cách lực lượng quá cường hãn, coi như bốc lên bị đoạt xá phong hiểm, cũng có vô số người muốn có được, ân, bất quá ngươi còn không thấy được vũ thần cùng trụ thần bộ dáng, liền chứng minh ngươi còn không được đến bọn hắn tán thành, khả năng không phải duy nhất thiên mệnh, cũng sẽ không bị đoạt xá. Thân là thiên đế, Khương Khiếu Vân vô cùng tinh tường biết, này thiên đạo sáu mệnh năng lượng, mạnh mẽ đến mức nào. Chính là bởi vì thiên đạo mệnh cách cường đại, cho nên đạo huyền tổ sư, vạn cổ đến nay, mới nhớ mãi không quên nghĩ phải thừa kế thiên không thú hoàng thiên không mệnh cách. Diệp Thần cười nói, nghĩ muốn đoạt xá ta, kia cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Khương Khiếu Vân cũng cười nói, luân hồi chi chủ, kia còn lại hai ngày này, ngươi liền tiếp tục tu luyện đi. Diệp Thần nói, được. Lập tức, Diệp Thần liền tiếp theo tại Hắc Ngục cấm địa bên trong, tĩnh tọa tu luyện. Kia Xuân Thu Tử thần pháp, hắn là hoàn toàn không có thể tìm hiểu, nhìn không thấu dù là nửa điểm huyền bí, cầm đi cho Thiên Đấu Sát Thần nhìn, Thiên Đấu Sát Thần cũng nhìn không ra cái gì chỗ ảo diệu. Rơi vào đường cùng, Diệp Thần đành phải tạm thời từ bỏ, trước đem Xuân Thu Tử thần pháp bí pháp quyển trục thu hồi, ngược lại đi nghiên cứu kia Hỗn Độn thần ma trận. Hỗn Độn thần ma trận là một loại rất có phá hư trận pháp, lại mang theo một loại nào đó tế thần áo nghĩa, đặc biệt nhằm vào Vi Đà chân kinh sáng lập, nguyên lý là hiến tế tính mạng của mình máu tươi, khẩn cầu cùng Shiva lấy được câu thông, tại trải qua Shiva sau khi đồng ý, liền có thể phá giải rơi Vi Đà chân kinh một mảnh trang sách, từ đó bộc phát ra kinh thiên năng lượng kinh khủng. Nếu như Shiva không cho phép, kia cho dù là siêu phẩm thiên đế tự bạo, đều khó có khả năng phá đi Vi Đà chân kinh. Tại tầm thường trạng thái dưới, Hỗn Độn thần ma trận cũng mang theo hủy diệt phá hư lực lượng, trận pháp này vốn chính là kiếm vũ điện điện chủ, lĩnh hội Vi Đà chân kinh lĩnh ngộ ra tới, xem như Shiva một loại nào đó tuyệt học biến chủng, uy lực to lớn. Diệp Thần yên lặng lĩnh hội, có thể nhiều học một môn thần thông, đằng sau đối chiến đạo huyền tổ sư, hắn liền có thể nhiều một phần lực lượng. Cuối cùng này hai ngày thời gian, Khương Khiếu Vân cũng một mực thủ hộ tại Diệp Thần bên người, trong lúc đó có trưởng lão tới bẩm báo hạng mục công việc. Nàng nghe được về sau, cau mày, thần sắc mười phần ngưng trọng, nhưng vì thủ hộ Diệp Thần, cũng không hề rời đi. Hai ngày này, Diệp Thần tại tu luyện cảm ngộ đồng thời, cũng một bên lưu ý lấy chủy thủ vũ chế tạo. Chỉ gặp tại đại lượng thiên tài địa bảo bổ sung dưới, kia chủy thủ vũ dần dần có một điểm hình thức ban đầu, liền thấy có một bức quyển trục, trải tại luân hồi trong mộ địa, quyển trục này bên trong, hội họa lấy tinh không đồ án. Kia ở giữa tinh không tinh thần, trên thực tế không phải tinh thần, mà là chủy thủ phong mang. Nếu như Diệp Thần linh khí quán trú, trong bức tranh phong mang, liền sẽ phá sát tới, hóa thành đầy trời chủy thủ vũ, bạo rơi xuống, xuyên qua hết thảy. Nhìn xem chủy thủ vũ đã chế tạo ra hình thức ban đầu, Diệp Thần cũng là có chút hài lòng. Nhưng, Thiên Đấu Sát Thần lại không hài lòng lắm, thanh âm truyền ra nói, cái này chủy thủ vũ, còn kém chút hỏa hầu, không phá được hồn thiên đế nguyền rủa gông xiềng, lại lấp nhiều một chút tài nguyên đi vào đi. Cửu Thương Cổ Hoàng còn đang ngủ say, hắn năm đó bị hồn thiên đế giết chết,
bây giờ linh hồn cũng gặp lấy hồn thiên đế nguyền rủa gông xiềng. Dùng chủy thủ vũ, có thể phá mất gông xiềng, nhưng cửu thương cổ hoàng linh hồn khôi phục. Nhưng bây giờ Diệp Thần chủy thủ vũ phong mang, tại thiên đấu sát thần trong mắt, còn kém chút hỏa hầu. Dạng này a, Diệp Thần cảm thấy do dự, muốn hỏi Khương Khiếu Vân cầm nhiều một chút tài nguyên. Thiên đấu sát thần tựa hồ cũng nhìn ra Diệp Thần tâm tư, nói ra, người hỏi nữ nhân kia vô dụng, cái này chủy thủ vũ kỳ quan, muốn bộc phát chân chính lăng lệ phong mang, loại trừ bổ sung tài nguyên bên ngoài, còn cần đại lượng máu tươi rèn luyện. Người nghĩ biện pháp đi giết chọn người, làm điểm huyết đến, cái này chủy thủ vũ liền có thể đại công cáo thành. Diệp Thần ánh mắt ngưng tụ, nói, máu sao? Ha ha, loại kia ta đi đến sáng đạo cung lại nói. Lúc này, Khương Khiếu Vân cũng nói với Diệp Thần, luân hồi chi chủ, đã đến giờ, hôm nay chúng ta nên đi sáng đạo cung phó ước. Ngươi nhất định phải làm con tin, đi đổi về tinh diên nha đầu kia mệnh sao? Một khi rơi xuống đạo huyền tổ sư trong tay. Diệp Thần cười cười nói, không sao, đi thôi, ta cũng muốn đi nhìn một chút cái kia đạo huyền tổ sư a. Khương Khiếu Vân chú ý cẩn thận ừ một tiếng, lấy ra xiềng xích, muốn cho Diệp Thần trói lên, nhưng lại không dám. Diệp Thần cười nói, không có việc gì, cột lên đi, còn có, ta bộ này trạng thái tinh thần, nhìn cũng quá tốt rồi, cũng không giống phạm nhân, ngươi đến đánh ta một trầu. Cái này 7 ngày tu luyện, Diệp Thần có đại thu hoạch, bây giờ nhìn lại thần thái sáng láng, trong đôi mắt tinh mang trầm tĩnh, hoàn toàn không giống như là cái tù phạm. Khương Khiếu Vân thân thể run lên, thật không dám động thủ, tại Diệp Thần trải qua thúc giục dưới, nàng mới liền nói mạo phạm đắc tội lời nói, cho Diệp Thần trói lên xích sắt. Lại đem Diệp Thần đánh cho một trận. Diệp Thần lập tức vết thương chồng chất, đương nhiên, đều là bị thương ngoài da, không có gì đáng ngại, Khương Khiếu Vân phân tấc nắm rất khá. Diệp Thần lại lăn đến trong vùng đầm lầy đi, thân thể quần áo lập tức bị đầm lầy nước bùn ô nhiễm, nhìn bẩn thỉu, cuối cùng là có cái tù phạm bộ dáng. Tốt, có thể xuất phát. Diệp Thần cười nói. Khương Khiếu Vân hoảng hốt vội nói, luân hồi chi chủ, thiếp thân hôm nay mạo phạm. Thật sự là không thắng sợ hãi, về sau ngươi muốn thế nào xử phạt thiếp thân đều mặc cho xử trí. Diệp Thần cười nói, tốt, không cần nói, đi thôi. Khương Khiếu Vân ừ một tiếng, tập trung ý chí, mang theo Diệp Thần hướng hắc ngục cấm địa đi ra ngoài, lại nói ra. Đúng rồi, luân hồi chi chủ, mấy ngày nay, còn có một cái không phải thường kỳ quái sự tình, ta phải hướng ngươi bẩm báo. Diệp Thần nói, cái gì? Khương Khiếu Vân nói. Liền là thú triều thiên tai, dừng lại. Diệp Thần nói, ừm. Khương Khiếu Vân nói, rất kỳ quái, dĩ vãng vạn năm một lần thú triều thiên tai, mỗi lần bộc phát, đều muốn duy trì lâu dài hơn một tháng, mà lại thú triều càng ngày càng hung mãnh. Nhưng lần này, thú triều thiên tai chỉ ở ngươi tới ngày đó bộc phát qua, mấy ngày nay đều không có bộc phát. Diệp Thần nhướng mày, cũng là mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quặc ý vị, hỏi, có phải hay không kỳ thật còn chưa tới bộc phát ngày? Khương Khiếu Vân nói, không là, là thú triều bộc phát về sau, đột nhiên lại ngừng, lúc đầu sáng đạo nhai thế giới, mỗi đến ban đêm, thú hoàng pho tượng tà khí, sẽ hình thành xương đen, bao phủ đại địa. Nhưng mấy ngày nay, buổi chiều liền xương đen cũng không có, thật sự là vạn cổ không có quái sự. Thật sao, Diệp Thần cũng cảm thấy có chút cổ quái. Khương Khiếu Vân nói, ta nghĩ xem bói phía sau nhân quả, nhưng cái gì đều không phát hiện được, làm ta nghĩ xâm nhập xem bói thời điểm. Nhưng lại phảng phất lọt vào quỷ dị xâm lấn như vậy, thức hải bị một đạo cự đại như ác mộng thân ảnh lấp đầy, kia là thập vĩ thân ảnh. Diệp Thần nói, thập vĩ. Khương Khiếu Vân nói, đúng vậy, tóm lại liền là rất cổ quái, ta không còn dám xem bói, sợ hãi bị thập vĩ quỷ dị xâm lấn, đủ loại này quái sự, phía sau chân tướng, có lẽ chỉ có thể chờ đợi chúng ta đi đến sáng đạo cung về sau, Phương nhưng có biết. Diệp Thần gật đầu, lại lâm vào trầm tư. Khương Khiếu Vân xem bói nhân quả, lại thấy được thập vĩ cái bóng, chính hắn đang nghĩ đến tinh diên thời điểm, đầu óc cũng là hoàn toàn bị thập vĩ cái bóng chiếm cứ. Nội tâm của hắn có chút bất an, nhất định phải mau chóng đi sáng đạo cung, bằng không mà nói, rất có thể sẽ có không thể tưởng tượng nổi kinh biến phát sinh. Rất nhanh, Diệp Thần liền cùng Khương Khiếu Vân, ra hắc ngục cấm địa. Tại hắc ngục cấm địa bên ngoài, Kiếm Vũ Điện sớm liền chuẩn bị xong phi thuyền. Số lớn cường giả tại phi thuyền bên trên đứng sừng sững lấy, đều có chút cảnh giác nhìn xem Diệp Thần. Tại Kiếm Vũ Điện rất nhiều cường giả trong mắt, Diệp Thần vẫn là một tù nhân, loại trừ hạch tâm nhất mấy cái trưởng lão ngoài ra,
cùng không có ai biết Khương Khiếu Vân cùng Diệp Thần kế hoạch. Rất nhiều người đều coi là, Khương Khiếu Vân là thật muốn cầm Diệp Thần đầu người, đi đổi tinh diên mệnh. Tinh không đảo bên kia, tinh thiên chân nhân nhóm cường giả, tạm thời bị Khương Khiếu Vân khống chế lại. Lần này đi sáng đạo cung, nếu như có thể có tinh không đảo trợ lực, tự nhiên có thể nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng vì không bại lộ thiên cơ, Khương Khiếu Vân cũng không có cáo chi tinh không đảo chân tướng. Trong mắt người ngoài, nàng là ái nữ sốt ruột, thậm chí không tiếc cầm Diệp Thần mệnh, đi đổi nữ nhi của mình mệnh. Tham kiến thánh nữ đại nhân. Tại nhìn thấy Khương Khiếu Vân sau khi ra ngoài, một đám kiếm vũ điện các cường giả, liền nhao nhao khom mình hành lễ, lại có mấy cái áo đen hộ pháp cướp tiến lên đây. Khương Khiếu Vân gật gật đầu, kêu lên, áp lên luân hồi chi chủ, ngay lập tức đi sáng đạo cung. Nàng đơn độc cùng Diệp Thần gặp nhau thời điểm, vô cùng khiêm cung dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng giờ phút này ở trước mặt người ngoài, lại khôi phục thánh nữ thanh lãnh ngạo nghễ tư thái. Trong mọi người, có người cũng không muốn Diệp Thần chết, vẫn là tán thành Diệp Thần là thiên tổ người đại diện thân phận, nhưng ở Khương Khiếu Vân uy áp dưới, cũng không dám nhiều lời. Thế là, toàn thân buộc xiềng xích, tràn đầy bùn ô Diệp Thần, liền bị bắt giữ lấy trên phi thuyền. Khương Khiếu Vân cũng leo lên thuyền, trực tiếp liền khởi động phi thuyền, trùng trùng điệp điệp hướng về thế giới trung ương sáng đạo nhai bay đi. Nàng trước tiên phát bệnh tín phù, cáo chi sáng đạo cung, mình lập tức liền đến. Diệp Thần ngã ngồi tại trên phi thuyền, một bộ tù nhân bộ dáng, ánh mắt nhìn về phía sáng đạo nhai đỉnh núi tòa kia thú hoàng pho tượng, không biết là ảo giác vẫn là cái gì, hắn luôn cảm giác pho tượng kia tà khí, không có mới tới thời điểm như vậy nồng đậm, tựa hồ làm giảm bớt một chút. Phi thuyền lấy tốc độ cực nhanh, hướng về sáng đạo cung chạy tới, không đến nửa canh giờ, cũng đã lái vào sáng đạo cung địa giới. Sáng đạo cung cường giả, còn có thiên hằng giáo phái cường giả, đã sớm đang đợi, hai phái kết thành nam minh, lấy đạo huyền tổ sư cầm đầu. Diệp Thần liền thấy, trên trời dưới đất, tất cả đều là hai phái người đệ tử, có cảnh giới, có tiếp khách, còn có chút đồng tử đồng nữ tại Vung Hoa, hoan nghênh kiếm vũ điện đến thăm. Tuy nói Bắc Minh cùng Nam Minh, thế thành nước lửa, lẫn nhau tranh đấu chém giết thảm liệt, nhưng dù sao đều đã từng là thiên tổ môn nhân, mặt ngoài công phu vẫn phải làm. Thiên Hằng giáo phái giáo chủ Thiên Hằng chân nhân, tự mình đem người ra nghênh tiếp, nhìn thấy Khương Khiếu Vân mang theo Diệp Thần tới, hắn tâm hoa nộ phóng, vui mừng nhướng mày, cười ha ha một tiếng, nói. Khương Thánh Nữ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Hôm nay người cùng luân hồi chi chủ, đại giá quang lâm, ta Nam Minh chuẩn bị không chu toàn a. Khương Khiếu Vân lãnh đạm cười một tiếng, nói, luân hồi chi chủ bất quá tù nhân, các ngươi không sợ mạo phạm thiên tổ. Cứ việc xử trí chính là, nhưng ngàn vạn không thể đả thương nữ nhi của ta. Thiên Hằng chân nhân gượng cười một chút, nói, yên tâm lệnh thiên kim ăn ngon uống ngon, cũng không lo ngại, hắc hắc, đến mức luân hồi chi chủ nha, bất quá là một cái tiếm chủ, đã giết thì đã giết, hắn lại có tư cách gì thay thế thiên tổ. Khương Khiếu Vân lãnh đạm nói, đừng nói nhảm, đạo huyền tổ sư đâu. Thiên Hằng chân nhân làm cái mời giấu tay xin mời, nói. Lão tổ sư ngay tại xin đợi Khương Thánh Nữ pháp giá. Tại sáng đạo nhai thế giới bên trong, đạo huyền tổ sư bối phận tối cao, năm đó từng cùng thiên tổ luận đạo, thiên tổ tỏa hạ bốn cái tùy tùng, trước mắt cũng chỉ có hắn sống tiếp được. Sáng đạo nhai là một tòa cao có ngàn trượng dốc đứng vách núi, bút phong đứng thẳng, trên vách núi xây dựng lấy từng tòa cổ pháp cung điện, đàn hương lượn lờ, tiếng chuông ung dung, có phần có thần tiên thánh địa vận vị, duy nhất hắc ám, liền là trên đỉnh núi tòa kia thú hoàng pho tượng. Đỉnh núi khu vực, là tuyệt đối cấm khu, loại trừ đạo huyền tổ sư bên ngoài, bất luận kẻ nào đều không được đến gần, nếu không giết không tha. Kiếm vũ điện phi thuyền, dừng sát ở sáng đạo nhai chân núi, Diệp Thần ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, kia thú hoàng pho tượng thấp thoáng tại u ám trong mây mù, mông lung không thể gặp. Mà vách núi trên vách đá dựng đứng, kia tuyên khắc lấy bốn chữ lớn, ôm kiếm luận đạo, lộ ra phá lệ chú mục. Thiên Hằng chân nhân mời Khương Khiếu Vân đám người. Tiến về sáng đạo cung sơn môn chủ điện. Khương Khiếu Vân dẫn người ra khỏi phi thuyền, hai cái áo đen hộ pháp áp lấy Diệp Thần, một đoàn người trùng trùng điệp điệp, đi theo Thiên Hằng chân nhân, tiến về sáng đạo cung sơn môn chủ điện. Sáng đạo cung sơn môn chủ điện, tu kiến tại giữa sườn núi chỗ, từ chân núi đến giữa sườn núi đường xá, hai bên xếp đầy cầm kiếm võ giả, các nâng trường kiếm giao nhau, thần uy nghiêm nghị. Diệp Thần cùng Khương Khiếu Vân một đoàn người, liền tại dưới kiếm phong đi qua. Cái này hiển nhiên là đạo huyền tổ sư,
muốn cho Khương Khiếu Vân một hạ mã uy, rất có uy hiếp ý vị. Khương Khiếu Vân 10 phần bình tĩnh, cùng không e ngại, nàng cũng không lo lắng đạo huyền tổ sư sẽ thiết cái bẫy giết người. Bắc Minh cùng Nam Minh, mặc dù tranh đấu kịch liệt, nhưng đạo huyền tổ sư, dù sao cũng là năm đó từng cùng thiên tổ luận đạo cường đại tồn tại, hắn tự phụ một đời tông sư, hắn có đạo tâm của hắn cùng ngông nghênh, còn không làm được bố trí cái bẫy, mai phục giết người loại hình hạ lưu hoạt động. Mặc dù thiên hằng giáo phái bên này, phẩm hạnh kém chút, nhưng đạo huyền tổ sư, lại kinh thường dùng âm mưu gì hoạt động, hắn muốn giết người, từ trước đến nay đều là đường đường chính chính. Rất nhanh, Diệp Thần một đoàn người, liền đi tới sáng đạo cung sơn môn chủ điện trên quảng trường. Chỉ gặp trên quảng trường, hai bên đứng sừng sững lấy từng cái mặc giáp chấp duệ vệ sĩ, còn có đầu lĩnh linh thú, thần uy lẫm liệt. Một cái lão giả, mặt phía nam mà ngồi, người mặc bồng bềnh trường bào, tóc trắng râu dài, mặt mày uy nghiêm cầm đang, tiên phong đạo cốt, sau lưng thiên đế khí nồng đậm, hóa thành từng vòng quang hoàn, lộng lẫy dị thường, chính là đạo huyền tổ sư. Khương Thánh Nữ, đã lâu không gặp nha, ha ha. Đạo huyền tổ sư nhìn thấy Khương Khiếu Vân tới, còn mang theo Diệp Thần, liền lập tức lộ ra thần sắc vui mừng, đứng dậy vấn an, sau đó lại tả hữu ban thưởng ghế ngồi. Khương Khiếu Vân mỉm cười đáp lễ nói, đạo huyền tổ sư, mấy năm không thấy, người khí tức càng thêm tinh tiến. Sau đó nhàn nhạt ngồi xuống. Đạo huyền tổ sư khoát tay một cái nói, không được việc, không được việc, từ mạt pháp thời đại qua đi, lão phu sức sống đại thương, cho tới hôm nay đều không có khôi phục. Đã từng đạo huyền tổ sư, tu vi cực kỳ cường đại, chính là không thể nói cường giả, nhưng đến bây giờ, hắn chỉ là một cái thiên đế, tuy nói là đỉnh cấp thiên đế, nhưng cùng ngày xưa so sánh, đã không thể đánh đồng. Lúc trước nguyên thiên đế cưỡng ép trùng kích bến bờ vũ trụ, dung chuyển thiên đạo, khiến mạt pháp giáng lâm, đối vô thời không chư thiên cường giả tới nói, đều là đả kích nặng nề. Có thật nhiều siêu trời cường giả, thậm chí là không thể nói cường giả, từ thời đại kia về sau, hoặc là vẫn lạc, hoặc là rơi xuống đến thiên đế, thậm chí thần vương cảnh giới, rất khó lại quật khởi. Đạo huyền tổ sư cũng không ngoại lệ, hắn hôm nay, đã không còn năm đó cường hãn, bất quá có thể duy trì lấy đỉnh cấp thiên đế thực lực. Hắn vẫn là sáng đạo nhai thế giới bên trong tồn tại cường đại nhất. Khương Khiếu Vân mỉm cười, như nói chuyện phiếm việc nhà nói, ta nghe nói, huyền vũ đế quân đã đầu nhập vào ngươi. Đạo huyền tổ sư híp mắt, vuốt râu cười nói, chính là, tiểu huyền vũ, ngươi tới nhìn một chút Khương Thánh Nữ. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn người hầu trong đội ngũ, đi ra một người, chính là cái thanh niên đại hán, thân hình khôi ngô, người mặc huyền vũ chiến giáp, khí tức hùng hồn. Cũng là một vị thiên đế, nhưng ở đạo huyền tổ sư quang mang làm nổi bật dưới, lại có vẻ vô cùng nhỏ bé. Tại hạ huyền vũ, gặp qua Khương Thánh Nữ. Thanh niên kia đại hán cung kính hướng về Khương Khiếu Vân hành lễ, 10 phần khiêm cung. Khương Khiếu Vân cùng Diệp Thần đều là ngẩn ngơ, không có nghĩ đến cái này nhìn khiêm cung tuần hậu thanh niên đại hán, liền là huyền vũ đế quân. Diệp Thần cảm ứng một chút đối phương khí tức, đích thật là huyền vũ đế quân không sai. Kia huyền vũ mảnh vỡ liền ở trong cơ thể hắn. Bất luận cái gì đại giới, chuyến này hắn nhất định phải cầm tới. Chỉ là hắn không nghĩ tới, huyền vũ đế quân tại đạo huyền tổ sư thủ hạ, thế mà như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Phải biết, lúc trước huyền vũ đế quân, tại Nam Châu Thiên thời điểm, thế nhưng là vô cùng cuồng bạo, trực tiếp liền giết chết Lan Tâm Nhụy, lại cướp đi pháp tắc thần thạch. Hiện tại đến đạo huyền tổ sư thủ hạ, thế mà dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê. Diệp Thần cũng không khỏi bội phục đạo huyền tổ sư thủ đoạn, nội tâm lại dâng lên một tia kiêng kỵ. Đạo huyền tổ sư cười nói, ta nghe nói luân hồi chi chủ, muốn thôn phệ huyền vũ mảnh vỡ, nhưng phóng lên trời có đức hiếu sinh, cái này huyền vũ mảnh vỡ đã biến hóa làm người, lại sao có thể lại đem hắn thôn phệ. Diệp Thần nghĩ thầm, cái này huyền vũ đế quân phạm phải ngập trời sai lầm, chết không có gì đáng tiếc, nhưng hắn nếu chịu ăn năn, ta cũng không nói thật muốn giết hắn. Chỉ là... Diệp Thần trước mắt là tù nhân, ý nghĩ trong lòng, tự nhiên là không thể nói ra được, chỉ duy trì trầm mặc, phảng phất bị hình phạt dày vò đến chết lặng. Đạo huyền tổ sư nói tiếp, luân hồi chi chủ trung quy là tiếm chủ, tâm địa ác độc cực kỳ, làm sao có thể đương thiên tổ người đại diện. Khương Thánh Nữ, ngươi nói có đúng hay không? Khương Khiếu Vân bất động thanh sắc, phụ họa nói, đúng là như thế. Đạo huyền tổ sư cười nói, kia rất tốt, Khương Thánh Nữ, ngươi đem bắt. Hôm nay mang đi qua, thật sự là không có thể tốt hơn nữa, ta đem kẻ này giết, ngươi không có ý kiến à? Khương Khiếu Vân nói, không.
Không có, đạo huyền tổ sư chịu thanh lý môn hộ, chảm trừ đi quá giới hạn người, kia thật là thiên đại công lao, liền là không biết nữ nhi của ta. Nàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng không thấy Tinh Diên chỗ, nội tâm có chút lo lắng. Đạo huyền tổ sư cười nói, lệnh thiên kim tại mấy ngày trước buổi chiều, lẻ loi trơ trọi một người, chạy tới ta sáng đạo cung địa giới, ta cũng không biết nàng là như thế nào vượt qua trùng điệp thú triều, lông tóc không hao tổn đến, ta chỉ sợ nàng không cẩn thận dẫm lên cái gì cấm chế, liền đưa nàng cung kính mời vào trong cung ở lại. Khương Khiếu Vân nghe đạo huyền tổ sư lời lẽ khách khí, cảm thấy lại là cười lạnh. Phía trước đạo huyền tổ sư phát bài viết, mệnh lệnh nàng cầm diệp thần đầu người, đến đổi Tinh Diên tính mệnh, cũng không phải như vậy khách khí. Đạo huyền tổ sư sờ lên râu ria, nói tiếp, ta xem bói suy tính, dự liệu được luân hồi chi chủ kẻ này, có thể sẽ bước vào kiếm vũ điện bên trong, đây chính là Khương Thánh Nữ người cầm nã cơ hội tuyệt hảo, vì vậy lại phát bài viết, thỉnh cầu Khương Thánh Nữ hỗ trợ bắt lấy. Khương Khiếu Vân lãnh đạm nói, tốt, đạo huyền tổ sư, không cần nói nữa. Luân hồi chi chủ, ta đã đưa đến, nữ nhi của ta người đâu? Đạo huyền tổ sư híp mắt cười một tiếng, vỗ tay một cái, nói, người tới, đem Tinh Diên tiểu thư dẫn tới. Chỉ gặp sáng đạo cung tả hữu vệ sĩ, quay người đi vào, rất nhanh liền từ đại điện bên trong, mang theo một nữ tử, đi vào trên quảng trường. Chỉ gặp nữ tử kia hình dung tiểu tụy, trên thân buộc xiềng xích, cũng như diệp thần đồng dạng, một bộ tù nhân bộ dáng, có chút thảm đạm, chính là Tinh Diên. Nữ nhi ngoan. Khương Khiếu Vân bỗng nhiên đứng dậy, nhìn thấy nữ nhi của mình thảm như vậy nhạt bộ dáng, lập tức rất là đau lòng, lúc này nhìn không được rơi lệ. Tinh Diên ánh mắt chất phác, thần sắc ngốc trệ, tựa như mất hồn đồng dạng, nhưng nghe đến Khương Khiếu Vân kêu gọi về sau, nàng thân thể chấn động, lập tức tỉnh táo lại, ngơ ngác nhìn xem Khương Khiếu Vân, phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình, nói, mẫu thân, là ngươi. Nàng lại gặp được Diệp Thần. Thần sắc trên mặt lập tức liền biến đến vô cùng phức tạp, còn có luân hồi chi chủ. Khương Khiếu Vân nắm lấy Diệp Thần bả vai, hướng về phía trước đẩy, hướng về phía đạo huyền tổ sư kêu lên, luân hồi chi chủ cho ngươi, ngươi đem nữ nhi của ta thả. Nàng lúc đầu đối Diệp Thần vô cùng cung kính, nhưng lúc này gặp đến chính mình con gái ruột, liền cái gì đều mặc kệ, thật muốn dùng Diệp Thần mệnh, đi đổi Tinh Diên mệnh. Diệp Thần cũng có thể cảm thấy Khương Khiếu Vân tâm tư. Nhưng biết nàng là ái nữ sốt ruột, cho nên cũng không trách tội. Tinh Diên sau lưng hai cái vệ sĩ, liền lập tức muốn cho nàng mở ra xiềng xích mở trói. Đạo huyền tổ sư mỉm cười, lại nhẹ nhàng nâng đưa tay ngăn cản, ánh mắt nhìn về phía Khương Khiếu Vân, nói, Khương Thánh Nữ, người muốn dẫn đi Tinh Diên tiểu thư, kia cũng được, nhưng muốn trước gai luân hồi chi chủ một kiếm. Dứt lời, đạo huyền tổ sư đột nhiên ném ra một thanh kiếm, kia kiếm bang cong một tiếng. Rơi xuống Khương Khiếu Vân trước mặt. Chỉ gặp thanh kiếm kia toàn thân tà khí lẫm nhiên, phải lấy đen nhánh mang khí, tán phát ra trận trận không rõ khí tức. Thú hoàng ma kiếm. Khương Khiếu Vân xem xét, gương mặt lập tức biến sắc, biết thanh kiếm này, là sáng đạo cung chế tạo tà vật, gọi thú hoàng ma kiếm, là dùng thiên không thú hoàng pho tượng tà khí, đặc biệt rèn luyện mà thành. Thanh kiếm này, tà khí xâm nghiêm, đâm vào nhân thể về sau, tà khí ăn mòn. Đủ để đem thiên đế cường giả nhục thân, đều hòa tan thành bùn nhão cặn bã. Đạo huyền tổ sư nhìn xem Khương Khiếu Vân, mỉm cười nói, ngươi cầm thanh kiếm này, trước gai luân hồi chi chủ một kiếm, ta lập tức liền thả người. Khương Khiếu Vân trầm giọng nói, đạo huyền tổ sư, ngươi có ý tứ gì, muốn gọi ta tự tay giết luân hồi chi chủ. Luân hồi chi chủ chính là thiên tổ người đại diện, ta mặc dù không đồng ý, nhưng ta cái này làm tiền bối. Vạn vạn cũng không thể động thủ giết chết thiên tổ chỉ định người đại diện. Nếu không, thiên tổ giáng tội xuống tới, ta kiếm vũ điện cả nhà nguy rồi. Đạo huyền tổ sư ánh mắt toát ra một vẻ hoài nghi hương vị, cười nói, Khương Thánh Nữ, ta nhìn bây giờ luân hồi chi chủ, toàn thân bùn ô, vết thương chồng chất bộ dáng, tựa hồ rất là chật vật, nhưng nhìn kỹ lại, vết thương trên người hắn, giống như chỉ là bị thương ngoài da a. Nghe vậy, Khương Khiếu Vân trong lòng lập tức run lên. Diệp Thần cũng là trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ, bị khám phá. Đạo huyền tổ sư tiếp lấy nói ra, nghe đồn luân hồi chi chủ thần thông kinh thiên, ngươi nếu là như thế đem hắn giao cho ta, ta cũng không dám yên tâm a. Vạn nhất hắn đột nhiên bộc phát làm sao bây giờ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 568.